Theo báo New York Times, chiều ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, sáng ngày 7 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton lần lượt đăng tải trên X thông điệp công khai đầu tiên sau khi cục diện của bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ngã ngũ. Ông Biden, ông Obama và ông Clinton đều là những chính khách thuộc đảng Dân Chủ thông điệp của đương kim tổng thống joe biden chủ yếu nhằm động viên phó tổng thống kamala harris người vừa có phát biểu tuyên bố thua cuộc bầu cử cách đó hơn một giờ ông biden chia sẻ điều mà nước mỹ vừa thấy hôm nay là bà kamala harris mà tôi biết và ngưỡng mộ sâu sắc bà ấy là một cộng sự vĩ đại và là một quan chức nhà nước đầy chính trực dũng cảm và ca tính trong hoàn cảnh đặc biệt bà ấy đã đứng ra dẫn dắt một chiến dịch lịch sử bà cho thấy những gì có thể xảy ra khi được dẫn dắt bởi một tấm gương đạo đức tốt và tầm nhìn rõ ràng vì một quốc gia tự do, công bằng và đầy ắp cơ hội cho người dân Mỹ. Đường kim tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc chọn bà Harris làm ứng viên phó tổng thống là quyết định đầu tiên của ông khi ông được Đảng Dân chủ tín nhiệm là ứng viên tổng thống hồi năm 2020. Với ông, đó chính là quyết định đúng đắn nhất của bản thân từng đưa ra. Theo báo New York Times cũng trong chiều ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhà trắng cho biết ông Biden đã chúc mừng ông Trump vì đã chiến thắng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Tổng thống Biden bày tỏ cam kết sẽ chuyển giao quyền lực nhịp nhàng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước. Nhà trắng phát thông báo Bên cạnh đó, ông Biden cũng gửi lời mời ông Trump đến gặp mình tại Nhà Trắng và đội ngũ của hai bên đang lên kế hoạch cho cuộc gặp này. Đây là thông lệ của các đời Tổng thống Mỹ trước đây, trừ ông Trump trước khi rời nhậm sở. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu trước công chúng vào ngày 7 tháng 11 để nói về kết quả bầu cử và quá trình chuyển giao quyền lực. Sau ông Biden chỉ vài phút, vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama cũng đăng thông điệp của riêng mình. Mở đầu thông điệp, vợ chồng ông Obama gửi lời chúc mừng cho ông Trump và khẳng định không thể tự hào hơn vì những gì bà Harris đã làm. Tuy nhiên, ông Obama cũng đưa ra một số cảnh báo về tình hình Mỹ, như tôi đã nói trong thời gian tranh cử, nước Mỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong vài năm qua từ một đại dịch lịch sử và sự tăng vọt giá hàng hóa do đại dịch gây ra đến những biến đổi nhanh chóng và cảm giác ám ảnh nhiều người rằng dù họ có làm việc chăm chỉ như thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm được là không thụt lùi. Những hoàn cảnh đó đã tạo nên cơn gió ngược cho những lãnh đạo dân chủ đương nhiệm trong thế giới. Tối qua đã chứng minh rằng Mỹ không phải ngoại lệ. Tin tốt là những vấn đề này có thể giải quyết, nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe nhau và tuân theo những nguyên tắc khiến định cốt lõi và thông lệ dân chủ đã làm nên đất nước này. Sau ông Biden và ông bà Obama, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đang thông điệp phản hồi kết quả bầu cử. Trong đó, ông bà Clinton hy vọng cặp Trump Vance sẽ điều hành đất nước vì tất cả chúng ta và mong rằng chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Clinton nhắc nhở chúng ta cần giải quyết những vấn đề của mình và cùng nhau nắm bắt cơ hội bà Clinton chính là người đã để thua ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự còn lại cho Ukraine trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Dẫn lời các quan chức chính quyền của Tổng thống Biden, báo Mỹ Politico vào ngày 6 tháng 11 đưa tin, Nhà Trắng có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí trong bối cảnh lo ngại một chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tương lai sẽ đình chỉ việc chuyển giao vũ khí đến Kiev. Trong các đợt vận động tranh cử trước đây, cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ và đưa Mỹ ra khỏi cuộc xung đột đó, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Các nhà ngoại giao ở Kiev cũng cho biết từ trước cuộc bầu cử rằng không rõ sáng kiến nào của ông Trump sẽ phù hợp với các cuộc đàm phán về Ukraine. Trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trong ngày 6 tháng 11, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cũng nhấn mạnh, tôi sẽ không bắt đầu một cuộc chiến, tôi sẽ ngăn chặn các cuộc chiến. Theo hãng tin Reuters, Hồi tháng 6, hai cố vấn hàng đầu của ông Trump là tướng hồi lưu Ketch Kilok và Fred Flit đã đề xuất một kế hoạch ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Politico cho biết, trong gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4, có 4,3 tỷ đô la Mỹ sẽ lấy từ kho vũ khí hiện có. Còn 2,1 tỷ đô la Mỹ sẽ được cung ứng bằng các hợp đồng vũ khí với các công ty quốc phòng Mỹ. Mặc dù Tổng thống có thẩm quyền cung cấp các kho vũ khí hiện có, song các quan chức Nhà Trắng lo ngại việc chuyển giao số lượng lớn vũ khí cho Ukraine có thể mất nhiều tháng và thậm chí kéo dài sau lễ nhậm chức của ông Trump. Trong một tuyên bố với tờ Politico, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Trung tá Charlie Diet khẳng định bất chấp những lo ngại về việc chuyển giao vũ khí không đúng hạn, Lầu Năm Góc vẫn sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ Ukraine. Trung tá Diet nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng sẽ viện trợ được thêm trong những tuần tới. Gần đây nhất, vào ngày 16 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo hãng tin AP, ông Trump được dự đoán sẽ tái đắc cử với 292 phiếu đại cử tri so với 224 phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Đây đánh dấu sự trở lại lịch sử của ứng viên Đảng Cộng hòa, người đã thua trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ năm 2020 trước ứng viên Đảng Dân chủ Biden. Sau khi nghe tin ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có động thái hàn gắn những căng thẳng trước đây. Ông Zelensky đã điện đàm chúc mừng ông Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11. Trong lời chúc mừng trên nền tảng X, tổng thống Zelensky viết rằng ông đánh giá cao cam kết của tổng thống Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh trong các vấn đề toàn cầu. Phradar Ukraina, hôm ngày 6 tháng 11 cho biết, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã gửi thông điệp chúc mừng ứng viên tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump đã cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, gọi đây là chiến thắng bầu cử ấn tượng. Trong thông điệp, Tổng thống Ukraine đề cập đến cuộc gặp tuyệt vời giữa ông và ông Trump tại Mỹ hồi tháng 9 năm 2024, nơi hai ông đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong xung đột với Nga mà ký ép hy vọng nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Tôi đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh đối với các vấn đề toàn cầu. Nguyên tắc này thực sự có thể mang nền hòa bình công bằng ở Ukraine đến gần hơn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nó." ông Zelensky nêu. Đáng chú ý, ông Zelensky cũng trông đợi vào một kỷ nguyên của các quốc gia hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của ông Trump và hy vọng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang nỗ lực đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở châu Âu và cộng đồng xuyên Đại Tây Dương với sự hỗ trợ của các đồng minh. Dù chưa có kết quả kiểm phiếu cuối cùng, nhưng số liệu sơ bộ cho thấy ông Trump chắc chắn đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson sau đó gọi ông là tổng thống đắc cử và nhiều nhà lãnh đạo các nước gửi điện mừng. Trong bài phát biểu đêm ngày 5 tháng 11 theo giờ Mỹ, ông Trump cam kết ông sẽ khiến nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ, thịnh vượng, hùng mạnh và tự do trở lại, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ chung tay tham gia nỗ lực này gạt bỏ chia rẽ trong 4 năm qua. Theo Zinnew, thông qua bài đăng trên tài khoản cá nhân, Elon Musk cho biết X tiền thân là Twitter vừa đạt kỷ lục truy cập của nền tảng đính kèm với bài đăng là biểu đồ thời lượng người dùng tại Mỹ dành cho mạng xã hội của ông. Trong đó, đường màu đỏ là biểu thị cho số liệu vào hôm ngày 5 tháng 11 cao vượt trội so với những ngày thứ ba trước đó. Khởi điểm ở mức khoảng 3 tỷ giây sử dụng mỗi giờ từ nửa đêm, chỉ số tăng dần khi mặt trời mọc ở Mỹ. Kỷ lục được xác lập với khoảng 6 tỷ giây người dùng truy cập ứng dụng vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ theo giờ The Washington. Ông chủ mạng xã hội không công bố chính xác lượng truy cập trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo tuyên bố của Elon Musk, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trên X. Kỷ lục về truy cập mạng xã hội này trước đó được xác lập vào hôm 15 tháng 7 khi ông Trump bị ám sát hụt ở đợt vận động tranh cử. Musk cho biết người dùng toàn cầu đã dành khoảng 417 tỷ giây để truy cập X, riêng tại Mỹ là 93 tỷ. Tuy nhiên, tính chính xác trong những thông tin mà ông chủ X chia sẻ vẫn bị nghi ngại. Cụ thể trước đó, mạng xã hội này cho biết họ có 250 triệu người dùng hoạt động hàng ngày với thời gian trung bình là 30 phút. Tuy nhiên, nếu chia 417 tỷ giây nói trên cho toàn bộ khách hàng, mỗi tài khoản chỉ mở khoảng 27 phút. Hồi tháng 3, tài khoản chính thức của X cũng chia sẻ báo cáo về chỉ số hoạt động với khoảng 8 tỷ phút sử dụng mỗi ngày từ người dùng. Tuy nhiên, kỷ lục 417 tỷ giây chỉ bằng gần 7 tỷ phút, thấp hơn cả trước đó. Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX là một trong số những tỷ phú công khai ủng hộ Donald Trump trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ. New York Times gọi hành động này là bước đi được ăn cả, ngã về không của vị tỷ phú. Ông không ngần ngại gắn liền danh tiếng và ảnh hưởng của mình với cựu Tổng thống Mỹ. Musk không chỉ đưa ra quan điểm chính trị trên nền tảng mạng xã hội của mình là X, trước đây là Twitter, mà còn tham gia vào các buổi vận động tranh cử và đóng góp tài chính vào chiến dịch của ông Trump Musk phát biểu trong một sự kiện của Trump tại Madison Square Garden. Chúng ta sẽ đưa chính phủ ra khỏi túi tiền và cuộc sống của các bạn. Theo báo Vietnam Plus, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 6 tháng 11 đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Donald Trump. Mặc dù cựu ngôi sao truyền hình thực tế này vẫn chưa được tuyên bố rộng rãi là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Johnson tuyên bố nước Mỹ lại tràn ngập hy vọng và bình minh. Donald Trump, là tổng thống đắc cử của chúng ta, được người dân Mỹ lựa chọn vào thời điểm như thế này. Cho đến nay, Fox News là kênh truyền hình của Mỹ duy nhất đã đưa tin ông Trump giành chiến thắng. Ngày 6 tháng 11 theo giờ bờ Đông của Mỹ, chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tính tới 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, ông Trump đã giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu theo luật định và qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân Chủ để trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump giữ cương vị chủ nhân Nhà Trắng sau nhiệm kỳ một năm từ năm 2016 đến năm 2020. Trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, ông Donald Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại bảy bang chiến trường có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ứng cử viên này đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 7 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đôi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Theo báo Việt Nam Net, trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện và 34 trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện. Hiện nay, Đảng Cộng hòa nắm đa số ở Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, cả hai đều với biên độ xích sao. Các cuộc thăm dò cho thấy hai đảng sẽ đổi nhau quyền kiểm soát ở mỗi viện, với việc Đảng Dân chủ giành lại Hạ viện và Đảng Cộng hòa nắm lại Thượng viện trong trường hợp ông trump giành chiến thắng đảng cộng hòa sẽ tái nắm quyền kiểm soát thượng viện bằng cách giành được một ghế và không mất đi ghế nào hiện nay đảng dân chủ nắm đa số ở thượng viện do có hơn một ghế so với đảng cộng hòa và đảng này đã sử dụng vị thế đó một cách hiệu quả để đạt được những thành tựu mang tính biểu tượng của chính quyền tổng thống joe biden các đảng viên dân chủ tại thượng viện đang ở thế phòng thủ tại một số bang và cách đây không lâu họ đã mất một ghế tại west virginia như dự đoán trước đó Thống đốc bang ông Jim Justice được dự đoán sẽ giành ghế này vốn bị bảo trống sau khi nghị sĩ Joe Martin, người trước đây là đảng viên dân chủ nhưng chuyển thành đảng viên độc lập vào đầu năm nay, về hưu vào mùa thu năm ngoái. Báo dân chí đưa tin, bang chiến trường là thuật ngữ được dùng để chỉ những bang có số phiếu đại cử tri lớn và không ứng viên đảng nào giành lợi thế rõ ràng trong các cuộc bầu cử mỗi ứng viên đều có một số bang chiến trường buộc phải thắng để giành đủ 270 phiếu đại cử tri để bước vào Nhà Trắng. Trong số 7 bang này, có hai bang đại chiến trường gồm Pennsylvania và Georgia do có số phiếu đại cử tri lớn. Arizona có 11 phiếu đại cử tri và các điểm bỏ phiếu của tiểu bang này sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ theo giờ miền Đông. Ông Trump từng giành chiến thắng ở Arizona vào năm 2016 nhưng sau đó đã thua sít sao trước đối thủ Joe Biden vào năm 2020. Georgia có 16 phiếu đại cử tri và các cuộc thăm dò ý kiến đóng cửa lúc 19 giờ theo giờ miền Đông. Cựu tổng thống Trump cũng đã thắng ở tiểu bang này vào năm 2016 nhưng lại thua vào năm 2020 với số phiếu phổ thông cách biệt chưa đến 12.000 phiếu. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một ứng viên Đảng dân chủ giành chiến thắng ở tiểu bang này kể từ sau cựu tổng thống Bill Clinton vào năm 1992. Những cáo buộc rằng ông Trump và các đồng minh từng tham gia vào một âm mưu nhằm lật ngược kết quả năm 2020 của Georgia hiện đang là tâm điểm của một phiên tòa xét xử ở quận Fulton, nhưng ông Trump bác bỏ cáo buộc về hành vi sai trái. 15 phiếu đại cử tri của Michigan đã thuộc về ông Trump vào năm 2016, sau gần 3 thập niên ủng hộ Đảng Dân chủ và tiểu bang này cũng đã đảo ngược tình thế vào năm 2020 với chiến thắng thuộc về ông Biden. Michigan là một phần của cái gọi là bức tường xanh của các tiểu bang ở khu vực Trung Tây được coi là rất quan trọng đối với đảng dân chủ. Nghị sĩ Debbie Dingell gần đây cho biết bà tin rằng tiểu bang của bà sẽ vẫn cạnh tranh cho đến khi lá phiếu cuối cùng được kiểm vào ngày bầu cử. Các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở Michigan đóng cửa lúc 20 giờ theo giờ miền Đông, nhưng một số điểm bỏ phiếu nằm trong múi giờ miền Trung và đóng cửa lúc 21 giờ theo giờ miền Đông. Vì vậy, cả ông Trump và bà Harris đều đã nhiều lần đến tranh cử tại bảy tiểu bang trên, nơi cuộc thăm dò của CBS News cho thấy các ứng cử viên gần như ngang nhau trong quá trình dẫn đến ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Sau một chiến dịch tranh cử khó khăn, Nevada đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong bốn cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với sáu phiếu đại cử tri. Nevada có tổng số phiếu bầu thấp nhất trong bảy tiểu bang chiến trường. Các điểm bỏ phiếu tại tiểu bang này đóng cửa lúc 22 giờ theo giờ miền Đông. Bắc Carolina vẫn đang phải đối mặt với hậu quả tàn khốc của siêu bão Helen. Cả hai ứng cử viên Trump và Harris đều đã đến thăm khu vực này để động viên người dân đối phó với cơn bão. Đảng Dân Chủ chỉ giành được 16 phiếu đại cử tri của tiểu bang này trong hai lần kể từ năm 1968, gần đây nhất là vào năm 2008 khi cử tri ủng hộ ông Barack Obama. Ông Trump đã vượt qua đối thủ Biden tại tiểu bang này vào năm 2020 các cuộc bỏ phiếu tại Bắc Carolina đóng cửa vào lúc 19 giờ 30 phút theo giờ miền Đông. Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri là bang chiến trường quan trọng nhất đối với cả ông Trump và bà Harris. Tổng thống Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2020, trong khi ông Trump đã giành chiến thắng tại đó vào năm 2016. Bà Harris và ông Trump đã đến tiểu bang này ít nhất 20 lần trong những tháng trước cuộc bầu cử các điểm bỏ phiếu ở Pennsylvania kết thúc lúc 20 giờ theo giờ miền Đông. Các cử tri Wisconsin đã ủng hộ Đảng Dân Chủ trong nhiều thập kỷ cho đến năm 2016, khi ông Trump lật ngược tình thế và giành được 10 phiếu đại cử tri. Các cử tri đã quay lại với phe Dân Chủ vào năm 2020 khi ông Biden giành chiến thắng tại tiểu bang này. Các điểm bỏ phiếu ở Wisconsin kết thúc lúc 21 giờ theo giờ miền Đông theo các nhà phân tích ông trump có thể trở lại nhà trắng bằng cách chiến thắng ở ba bang chiến trường gồm georgia pennsylvania và bắc carolina theo đó dù cựu tổng thống có thể thua ở bốn bang chiến trường còn lại vẫn có thể đắc cử với bà Harris, việc giành được 35 phiếu đại cử tri từ Georgia và Pennsylvania sẽ giúp bà dễ dàng tiến sát ngưỡng 270 phiếu tối thiểu để giành chiến thắng, chỉ cần giành thêm chiến thắng ở một trong bốn bang là Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina hoặc Arizona, bà có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Hiện nay, cuộc đua Tổng thống dường như đang tiến nhanh đến một kết quả chung cuộc với loạt thăm dò cuối cùng của tờ New York Times và Siena College cho thấy bà Harris đang giành lợi thế ở các bang Bắc Carolina và Georgia, trong khi ông Trump dẫn trước ở Pennsylvania và duy trì lợi thế ở Arizona. Các cuộc thăm dò cho thấy họ đang bám đuổi sát nút ở Michigan. Theo các nguồn tin, cử tri có thể phải đợi qua đêm bầu cử mới có kết quả có ý nghĩa từ một số tiểu bang quan trọng trong khi Georgia có thể công bố kết quả sớm hơn do tỷ lệ bỏ phiếu sớm và trực tiếp cao hơn nhưng các tiểu bang còn lại thì có thể muộn hơn. Ví dụ, Wisconsin không được phép bắt đầu kiểm đếm các lá phiếu gửi qua thư cho đến ngày bầu cử. Điều này khiến việc kiểm đếm sẽ chậm trễ. Arizona có thể bắt đầu xử lý trước các lá phiếu mà họ nhận được trước ngày 5 tháng 11, nhưng một số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư dự kiến sẽ được gửi đến vào ngày bầu cử, báo giờ hưu đưa tin. Cho báo tin tức, ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giới chức bầu cử tại thành phố Mingauki thuộc bang Michigan của Mỹ thông báo sẽ tiến hành kiểm lại hơn 30.000 phiếu bầu qua đường bưu điện do phát hiện vấn đề ở các máy kiểm phiếu. Sự cố này được cho là sẽ làm chậm quá trình công bố kết quả bầu cử tại một trong những bang chiến địa quan trọng nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Người phát ngôn thành phố Mingauki, ông Jeff Fleming cho biết, Quyết định kiểm lại 31.000 lá phiếu qua đường bưu điện đã được đưa ra sau khi phát hiện 13 máy kiểm phiếu gặp sự cố. Các máy này chưa được niêm phong hoặc không được giới chức bầu cử cấp cao, bảo đảm an toàn đúng cách. Để khắc phục tình hình và đảm bảo tính công bằng của cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử Minkowski MEC đã quyết định bắt đầu lại quá trình kiểm phiếu cho tất cả các lá phiếu tại hạt Center Cow. Quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với các quan chức của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm đảm bảo tính minh bạch và loại bỏ mọi hành vi gian lận trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, ông Al Jacobs, chủ tịch Ủy ban bầu cử Wisconsin cho biết sự cố trên sẽ khiến quá trình kiểm phiếu của Mingoki bị chậm lại khoảng một giờ. Michigan là một trong bảy bang chiến địa có khả năng quyết định đến kết quả của bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông Trump đã thắng ở bang Michigan, một thành trì trước đây của Đảng Dân chủ trên con đường đánh bại bà Hillary Clinton vào năm 2016. Sau đó, tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã đưa Michigan trở lại Đảng Dân chủ vào năm 2020. Theo báo tin tức, truyền thông Mỹ vào ngày 5 tháng 11 đưa tin, chính quyền tổng thống Joe Biden đang trong tình trạng báo động cao trước các nỗ lực can thiệp hoặc gây bất ổn của các thế lực bên ngoài trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết, công tác chuẩn bị tại Lầu Năm Góc đang tập trung vào các mối đe dọa có thể xảy ra sau cuộc bầu cử một quan chức quân đội Mỹ nhận định giai đoạn chuyển tiếp sắp tới được coi là đặc biệt rủi ro vì diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, trong đó có hai cuộc xung đột lớn tại Trung Đông và Ukraine. Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một loạt kịch bản có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 đến lễ nhậm chức của Tổng thống tiếp theo vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 đầu tháng này một quan chức cấp cao của văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mỹ cũng nhận định trong bầu không khí căng thẳng hậu bầu cử các thế lực bên ngoài có thể sẽ áp dụng các chiến thuật tương tự như những chiến thuật hiện nay nhằm làm suy yếu lòng tin vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và các quy trình bầu cử cũng như làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội mỹ